Chúng điệp xưa bọn phá ơn thằng ọc nè. Thằng này nhóm miên là rương mối chàng trai rồng lệch từ cán bọn phá ơn thằng ọc nè. Cả bì chân năm bì bọn mà phay mối. Cầm lòng bê nâng cư cái nhóm bàn riêp chòm thư chi bà thiên bọt xâm nế cầm rật a ang. Mình nê thá chi bà thiên bọt cầm rong bình nhiên xa xâm rạp ca bà lòng đẹp cầm rật a ang. Nếu cả lúc cư khu nhóm bàn tròn cọng sơ xê nếu cầm rù chùm lao y đẹp tiện tông tư nâng bà thiên bình nhiên xa nè mùi nè mùi nếu khu nâng cầm rật a ang nâng viên miên bà hai chia mà rồi đọc buôn bình nhiên xa hai nâng cầm rù chùm lao y bình tái bà tòa bì bàn là thư vi rù chọp sọp cớp khu nhóm cò miên cầm nật mùi tha bà xin chỉ ai thư đẹp a bán phần lưu trong ekrit nâng mê tha bình như xa xa xe nâng bán hai cùng rất a dương thơ bán cua tay dương riêp chom rư cò xoay rôk bà mol bà thiên bình như xa cùng rất def a đơ bê an bê đơ bần to tiết đưa chân này hỏi cả lòng mong ní cực nhộm bán riêp chom xa xe hai nâng chong krong bà thiên bình như xa xa xe sẽ rạp cả trìm bảo lòng đẹp chắc bị cầm rất áng rồi hốt đó bê đơ. Thầm mây này khá nhóm bàn bọc bông sự phâu mùi khá bá đại nhìn dưỡng bí bình dưỡng xa bảo lòng đẹp bình dưỡng xa bảo lòng đẹp đại dưỡng đau tư lưu phát này sơ xê ní cứ dưỡng miên ruộng bằng châu chắc tăng bị cầm rất áng rồi hốt đó cầm rất bê đơ. Sự phân mùi của bạn ấy, cứ khi nhóm hình như thế thì vì mình sẽ rạp vào giáo khăn nha xâm rạp bọn bọn này sát rưu cơ nhạc trời ca phía xa bà răng bọn bọn này sát đại quạt riêng nơi khu nông Fijia Special mình thà này nít xa phía xa rưu cơ sẽ tự kết phía xa nâng cứ quạt riêng chi phía xa bà răng để chứ nế nơi bê đại xa mặt phía xa bà răng quạt xong là mồm ai điện bán cứ thua quạt nó từ tua bán lát tập hồ là ôn được cá sắc xa chùm liên rồi bỏ quạt tụi bây chì xe tự kịch ở đây tụi bây chì chụp bập ở đây chứ nó bê đề quạt điện chọp bạc nhà bán nó cứ quạt ai miên áo cả đã hà rồi bỏ có chọp tờ riêng ở bà tê bà răng đi chì dự cầu chì là lì dông đơ dòng mô lăng lì dông thua từ ta mà thì câu chuyện này chúm liên bọc kì nó mùi mùi mà giang bên tiết cứ xâm rạp ôn đài có chìa nì sật phần này về chất xác nế thuê thật bà ta chìa bà chạy bà đất cất đoài áo sát tà ca rây cất đoài cứ sát tà trời ca phía xa bà răng thật ọ hồi nếu bê đài quạt riêng dọc chúm liên càng tài khắp bước càng tài là ọ cứ đồm râu ở miền phía xa bà răng nó càng tài khlăng càng tài là o và thêm tiền ưu tiêu thao của mình là bề an bề đơ bám đi từ được chứ nên là không dịch phơi đấy cứ miên tràn miên đẹp an a đơ bề an bề đơ hỏi vì như sao thì mỗi đường mỗi nó cứ vì sầm bầu bài bên đây thá cứ dương ai miên tùm rung rồi có cùng rung vì như sao nó xây cái này chỉ tràn tiền khi nó xong lược trua trua ông pi cùng rất bê ăn rồi họ đọc bê đơ khi bố ăn ăn đơ cứ dự đơn hỏi cứ vì chữ ca sơ xe bạp xa mạnh hỏi khlấy khlấy chân mình nằm râu ở dư nâng tiêm tiêu bị bệnh đầy dân sơ xe nâng chả ơn rư có ai trâu tự tam bạc đi bọt khlăng nụ tì đứa chứ nế ở khi xôm này dư ông bì cùng rất bê ăn tay mà đoàn thế nơi khốn nông đi chấp tăng bị cầm rất áng rồi hậu đó bê đơ không mỗi cầm rất một mũi bình như sa sơ sơ để không bàn là đã châu được không sự phơi nít giang hậu nó còn biến mà rồi bình như sa đài chạy đài nơi không nít cầm rất áng cái dương biến mà rồi đọc chương bình như sa a đơ mà rồi học bình như sa chương á hỏi bê áng cứ mà rồi xàm chương đọc bị bê đơ như thế cứ mà rồi đọc chương cái điệp chom này cứ khi nhom chơi rồi dọc mọc
ឲ្យត្រូវតាមប្រធានបទដែលយើងតែងតែជួបនៅក្នុងការសរសេរពីព្រោះកន្លងមកមិនថាយើងរៀនចំណេះដឹងទូទៅទេនៅពេលដែលប្រឡងវិញ្ញាសាភាសាខ្មែរយើងតែងតែសួរគ្នាថាមិត្តភ័ក្តិតើវិញ្ញាសាសំណេរចេញអីគេដែរអញ្ចឹងយើងតែងតែប្រាប់គ្នាអូចេញទុំទាវចេញអីចឹងមកឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែនៅក្នុងស៊ីជេនៅក្នុងការប្រឡង Deaf Beyond Beider វិញគឺយើងមានដូចគ្នាណាមានដូចគ្នាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងសរសេរជាការស្នើសុំយកយកលុយវិញឧទាហរណ៍ខំបុកសំងឧទាហរណ៍ថាយើងសរសេរទៅកាន់សាលាក្រុងឧទាហរណ៍ថាសាលាក្រុងគាត់ចង់អភិវឌ្ឍកន្លែងណាមួយប៉ុន្តែយើងតំណាងឲ្យសមាគមឧទាហរណ៍ថាកន្លែងនេះយើងចង់អភិរក្សវាទៅជាតំបន់បៃតងដើម្បីបរិស្ថានអីចឹងទៅអញ្ចឹងស្រាប់តែមានដំណឹងថាសាលាក្រុងគាត់ចង់អភិវឌ្ឍកន្លែងហ្នឹងណាចង់សាងសង់ជាអគារសំណង់ឲ្យខ្ពស់ខ្ពស់អញ្ចឹងតម្រូវឲ្យយើងនឹងចេះសរសេរលិខិតជាផ្លូវការមួយទៅកាន់សាលាក្រុងដើម្បីនិយាយពីហេតុផលថាតើយើងគួរអភិវឌ្ឍឬក៏ទុកវាអភិរក្សវាទៅជាតំបន់បៃតងអញ្ចឹងយើងត្រូវមានពាក្យពេចន៍ដើម្បីសរសេរទៅជាលក្ខណៈផ្លូវការនេះគឺជាកម្រិត Beyond ហើយមានច្រើនណាស់នៅក្នុងសភានេះគឺមានច្រើនណាស់ប្រធានបទឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនទាំងគ្នាអានទៅចំវិញ្ញាសាមួយគេថាយើងទិញសម្បត្តិយន្តហោះហើយសម្បត្តិយន្តហោះហ្នឹងវាមានរាប់បញ្ចូលទាំងតម្លៃសន្តាគារឧទាហរណ៍ថាសន្តាគារផ្កាយ5អីចឹងទៅស្រាប់តែយើងទៅដល់អត់មានសន្តាគារផ្កាយ5ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវសរសេរសម្បត្តិនោះទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីទាមទារសំណងទឹកចិត្តអីមកវិញចឹងទៅឬក៏សុំដកយកលុយវិញឬក៏រៀបរាប់ពីបញ្ហាដូចជាផ្ដាំមតិយើងមិនពេញចិត្តយើងរៀបរាប់ពីផលវិបាករបស់យើងចាំដូចម្ដេចខ្លះគេហើយមួយទៀតការរៀបចំវិញ្ញាសានេះគឺខ្ញុំបែងចែកចេញទៅជា3ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1នៅពេលដែលអ្នកតងនេះចូលទៅតាមកម្រិតនីមួយៗគឺនឹងឃើញជាទម្រង់ខ្ញុំលើកខ្ញុំសូមលើកយកកម្រិត Beider មកនិយាយនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងនេះបើសិពនេះទៅចូលដល់កម្រិត Beider ផ្នែកសំណេរដំណាក់កាលទី1ហ្នឹងគឺខ្ញុំឲ្យជាប្រធានបទបន្ទាប់មកខ្ញុំឲ្យជាគម្រោងឬក៏គំរូគោលគូលដែលយើងអាចទៅសេឲ្យចេញជាអត្ថបទមួយខ្ញុំអត់ទាន់ឲ្យជាអត្ថបទទាំងស្រុងទេគំរូសរសេរទាំងស្រុងទេគ្រាន់ឲ្យទៅជាសេចក្តីផ្ដើមនិយាយអំពីគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិហោហាយអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងដំណាក់កាលទី1គឺបែបហ្នឹងពីព្រោះអីពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាសាក់ល្បងយកអាគូលគូលចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលខ្ញុំសរសេរឲ្យនៅក្នុងសៀវភៅនេះទៅបំលែងវាប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ខ្លួនឯងខ្លះប្រើប្រាស់គោលគំនិតដែលខ្ញុំបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅនេះខ្លះសរសេរវាឲ្យចេញជាអត្ថបទច្នៃប្រឌិតទៅតាមសមត្ថភាពយើងផ្នែកទី1គឺបែបហ្នឹងដល់ពេលផ្នែកទី2គឺខ្ញុំមានប្រធានវិញ្ញាសាបន្ទាប់ពីមានប្រធានវិញ្ញាសាគឺខ្ញុំមានគំរូចម្លើយទាំងដល់តែម្ដងមានន័យថាចាប់ផ្ដើមសេចក្តីយ៉ាងម៉េចនៅលើទំព័រនៅលើខាងក្បាលផ្ដើមសេចក្តីនេះយើងដាក់ឲ្យគេខ្លោឧទាហរណ៍ថាអសយដ្ឋានអ្នកដែលយើងសរសេរទៅកាន់ណាអាសយដ្ឋានរបស់យើងខ្លួនឯងហើយបន្ទាប់មកតួសេចក្តីផ្ដើមសេចក្តីហើយសេចក្តីបញ្ចប់អីចឹងមកមានហោហើយចឹងមកអញ្ចឹងវាជាគំរូចម្លើយវិញ្ញាសាទាំងដល់តែម្ដងដល់ពេលដំណាក់កាលទី3នោះគឺខ្ញុំឲ្យតែប្រធានទេឲ្យតែប្រធានវិញ្ញាសាទេហើយទុកចន្លោះមួយផ្នែកដែលជាក្រដាស់ទៅទេហ្នឹងដើម្បីបងប្អូនទាំងនេះសាក់លបងរៀនសរសេរដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងមានចំណុចគោលគោលយើងមានប្រធានចម្លើយទាំងដល់ជារួមតែម្ដងយើងមានប្រធានវិញ្ញាសាហើយអនុវត្តខ្លួនឯងនេះគឺជាការរៀបចំសិភៅហើយសិភៅនេះគឺខ្ញុំរៀបចំចងក្រងឡើងដោយយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជួយបងប្អូនទាំងគ្នាដែលមានគោលបំណងប្រឡងយកសញ្ញាបត្របញ្ជាក់កម្រិតភាសាបារាំង Deaf Beider ធ្វើឲ្យបាត់តែខ្ញុំបាននិយាយថាមានតាំងពី A ang ដល់ Beider ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាដឹងច្បាស់ថា
đấy vì còn chi ok phía xa bà rằng mỗi bàn tay bị sân dương dọc với tập ra chỉ lẽ cần nặng lời ca rư có ra không ca sáng có viên miên cầm rật này chống bà sân dương miên bê đời tức cứ vì ai xong là mồm nên là không ca riêng sốt và thêm ca đặt sau xong thư ca nghe ca đặt sau xong hà rù bà co xem xe cho cầm sắc xa xem xe nhé chương cứ viên miên tạo bà giáo tràn hỏi bọn phong đó hết dù đăng thà bê đỡ từ từ ai chui dưới nữa ạ sầm ruồi nó không cả cả nghe cả sạc xa cả đã bị hà rùa cọp xem xem hai đấy bạn chỉ không tay thì như thế đèl đèl vì mình rất tầm khăn bao nhiêu priệp thiệp từ chủ môn phía sau Anh cứ bị mình copy cả prolong IL rồi có TOEFL thì cứ biết được nên chăng chương thứ tư bắt tại dương riêng cho bạn nhà bắt pizza ô tô pizza bằng pizza on click cái đấy còn đây là bây giờ đã biết cái nơi là trời ca bữa sinh chia khang pizza bằng cái trời ca đẹp đạp được có tay sẽ ép với chồng màu tại bữa sinh chia khang bóng phố là riêng pizza on click cái trời ca ai ở được có thâu phố chồng màu chương cứ biết miễn ra tầm khăn bài năng đó chương bình dưa bạn đã bắt được có sinh nhà bắt đẹp nó cứ biết miễn ra tầm khăn bài năng ai chui dương chỉ spin muối chia ai cả sao mối để đặt tới thu ấy sầm nom ai cả sao để dựng đặt biện đặt thôi cá nó cứ vi miên từng nguồn chứ dựng ai miên là tập hiệp chuột tràn miên này bạn này hồi chứ super nó cứ khi miên phần năng nó hà khi miên rượu bọn ở thế hồi à tại bây giờ được super nó cứ được khi bàn để dây khăn đám nhưng cứ vi miên tràn chỉ biết sẽ cứ bật thiên bọt năng chầm lao thì muốn muốn cứ việc khó khó kia vì mình lại cần nặng bộ bài chấm rõ trời tự tam bạn được bọt trời tự tam mà thiên bọt trong này dưới tháng suy dễ cái tranh tam ấy có dương biên này có dương biên được không được phân này ok tiêu tập tam mà sốc xá là rezo sốc số tam mà ông biên khôn mong tam mà ecology tam mà l'éducation tam santé tam mà économique nhiều room cứ miền trà nó không đi nữa le travail à distance hầu hai chẳng mà l'utilisation de téléphone cả prà tu sap hầu hai chẳng mà miền trà tiệt nữa ok hỏi bao nhiêu năm pi côn phiệp cọ đạp vẫn cứ khi em dọc à tập hết là ó cứ via via rồi lông hỏi nghĩ sưu án sẽ phơi đích thuê tự bật tài krah mẹn bằng tay viết sra thì hay thuê tự bật tài viết tội mẹn bằng tay bình như xa cứ sở rộp tức và hai chi chất pram rồi bình như xa cùng rù bình như xa nó tăng bị a ăn đò bê đờ bì prua bình như xa nó muốn mỗi miên miên chập tăng phim rồi bình như xa làng tờ chẳng vì ai châu đò pram rồi bình như xa bà ta hơi bạn bông bông nó không nên hỏi nơi khang khnong sự phơi nít còn để chỉ cả dồi khơi nó bọc những to khluôn bà sinh chỉ bong pol an tới miền cùng đất được cùng tệ tôi bên nít có mình men chỉ pan hai đây còn để chỉ cả dồi khơi nó bọc những riêng riêng khluôn bạn bong pol đồng nia được chưa bà sinh chỉ bong pol đồng nia trang ba sự phơi nít cứ ai tệ tông bọc những to ta mà tụm po facebook đấy comment được không video YouTube của đây rồi còn nó không Telegram của đây cứ bàn được kia nữa hay bắt đầu mắc cứ khi mà riêng trong chun bong bong đó kia bạn chẳng là cà phê bọt bằng hai tệ tông từ nó sẽ phơi rồi bọt nhóm cứ miền tây bạn đang thế hay khi mà sẽ không thay sẽ phơi đi cho room chấm này bong bong đó kia ở từ chụp chơi nó không cao prolong def bị pro tha bình như sao sẽ vì mà phải pram bản tụ trong một sân dương ở chỗ bạc không cao sẽ cứ mình thấy dương biên sòng không mà phải pram phía rồi bà ta hỏi nó không cao và long đẹp ok chấm điểm đi bóng phòng đọc này dùng chụp video khác khác tiệt xong ok.